hai thần kiếp số hàng xa khó thọ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không gần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ ra vào đường giữ trí tâm quy mạnh đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội giữ trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh đệ chị em kẻ ruột già lớn khôn nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu nà, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình cảm thương chiêm việt lễ chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện nên đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được khôi nuôi nòng kính ngưỡng thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành mong ra bao khỏi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn trước nên chiêm nghĩa đại sĩ hình, nghe tên quy đứng chọn lành cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn trọng nghĩ bàn đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngoạ cụ cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bảy trước tượng cách một ngày đêm bưng lấy uống, sinh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối nuống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, tức rồi đặng niệm trí khôn nanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thầm lớn, thầm giúp người kia có vệ tài, chúng sinh nghèo khổ nại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người né nhau, ngủ mê mộng mị, không an giấc cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm nghĩa địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, dẫn đến dẫu đến kiên bao đều ăn cả, cửa quỷ thần phò hộ của dưa xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lối gian nan vốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có bào trong, ác tay thiêu sạch thường an tướng, quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật dặn rồi, rộng tuyên đầy, đại sĩ đầy sức nọ, nghiêng như người nghe đến địa tạng danh, thấy hiền chiêm lễ hít lòng thành, hương hương hoa y ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hiểu điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rót giáo thành Phật sinh tử khỏi, quán âm năng biết gắng chuyên bày, truyền khắp hàng hà xa nhiều nước cõi. Dạ, con xin hết ạ. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.